Ở tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre. Và cũng thì là cơ thể mình có vấn đề sức khỏe, mình bị viêm xoang, rồi bị bên cái viêm phế quản mãn tính, kèm theo cái bị gút. Rồi thuốc tây thì cũng nhiều, xài lâu năm là mình đứt lấy rất là nhiều lần. Rồi mấy anh Thành mới nói là dùng cái này đi, nó có kháng thể, nó cải thiện được sức khỏe, mới đầu cũng không tin. Rồi thấy thuốc tây uống hoài không hết, uống này sao tin. Thành nói cứ đi uống thử đi, tao uống rồi, uống thử đi tại gì nó có kháng thể, nó khác sữa khác, chứ không phải là uống sữa thường bình thường là uống khác, uống kháng thể. Nghe vậy nó thử một lon, thì thử một lon thì thử cũng khoảng có tuần lễ vậy đó, bắt đầu chuyển hóa cơ thể. Mấy cái khớp mình lúc mà nó đang bóc tách những cái voi gì đó, bóc tách những cái voi, những cái mà nó của cái khớp ra đó, bóc tách những cái khối u, những cái đau nhức gây mủ đó, cảm giác đau nó đau ngày hai ngày từ từ nó dịu lại cái đó. Mà nếu người bị nặng thì cái chu kỳ là phải tới 2-3 lần đó. Mà càng mỗi lần sau giảm đi, rồi mình bị cũng nhẹ nó mới có hai mới có 2 lần lần đầu thì nặng, lần sau nhẹ, hôm nay thì không cảm giác nữa. Thì mấy hôm nay nhiều khi đi làm công trình ấy, mẹ rủ nhậu lỗ thịt cậy cái quốc bình thường vậy, cơ thể bình thường không có khớp, cái khớp không đau. Thứ nhất, thứ hai đó là thứ bảy nhậu thoải mái, thứ hai hay là chủ nhật đi làm vậy mà thấy tỉnh queo à, không dư âm như trước là bữa sau nó sập sự, nó khỏe hơn, các thể bệnh mạnh nó khỏe hơn, thấy hiệu quả ha. Nó hiệu quả về sức khỏe vậy, còn về những chứng bệnh thì nó cũng có cải thiện được rất nhiều. Cái chia sẻ cảm nhận của em về cái này.